Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể thiền đường đạo tràng. Dạ, nhưng hồi nãy thầy có nói vấn đề cái ngã chấp trong cái công phu đó. Dạ, con cũng có cái trải nghiệm này. Dạ, khi mà công phu đó mình thường hay lo là mình sợ không biết có cái nghi tình hay không. Rồi mình khi đề thổi đầu mình để ý xem cái nghi tình đó, cái nghi tình mình tạo đó có mạnh hay không, và khi mà thấy là không có hay là yếu đó, thì mình lại có biện pháp là mình phải khắc chế đó, là khắc chế vọng tưởng để công phu nó được mạnh lên. Thì điều đó làm cho nó cứ ngồi nhiều khi suốt cả buổi á cũng không công phu được, bởi vì cái lo cái sợ là mất công phu và công phu yếu. Cái điều này cho nên con cũng rất là cái băn khoăn đó, cho nên cũng cứ tìm nghe những cái lời dạy của thiền tri thức, của chư tổ, quý thầy. Thì con thấy trong cái đoạn cơ sư phụ có dạy á, là cái thật ra cái vọng tưởng đó là nó không có thật, mình không thể thiết lập được. Mà giống như là nếu mà vọng tưởng có thật thì chư Phật cũng phải là có vọng tưởng chứ, chư tổ cũng phải có đó, nhưng mà giờ chư Phật không có, chư tổ không có, tại sao mình có? Thì vậy là do mình trụ vào đó. Và cũng như khi mình thấy như vọng tưởng nó nổi lên đó, nó nổi lên rất nhiều mình thấy đó, nhưng mà nếu mình đề được câu hỏi, câu thôi đầu đề được rồi đó, mình kháng rồi, thì cái vọng tưởng nó đâu đi đâu mất. Nó mới hồi đó, nó mới cái chừng đó, nó mới vừa ở đó. Thì nhưng mà khi mà mình đã đi vào công phu được thì vọng tưởng đâu mất đi. Vì có nghĩa là cái điều này là chư Phật chư tổ thì tri thức không có gạt mình, tức là vọng tưởng không có thật, nhưng do chính cái tâm mình trụ thì mình bị kẹt đó. Thì con nhớ điều này thì sư phụ nhắc là thì không cần trừ bỏ mà chỉ đề thổi đầu kháng, đề câu thổi đầu và kháng nhìn và giữ cái không biết đó, thì dần dần thì con thấy nó có cái mình cái niềm tin nó lên mạch, nó khá hơn, mình giữ được cái điều đó thì nó không có còn ngon lo ngại cái chuyện vọng tưởng nữa. À, cứ cứ giữ đi, cứ vọng tưởng nó đến thì cứ đến, còn khi mình đề được rồi, mình khởi, mình nó kháng được rồi thì cái tự nhiên công phu mình đi vào công phu. Thì con cái đó con cũng có đã trải qua, con thấy cũng gặp khó khăn nhiều, xin chia sẻ cái đó. À, xin thầy khai thị thêm. Thì giống như là sư phụ khai thị rồi hoàn cảnh cũng nghe qua đó, cũng ngày Lai Quả cũng có nói giống như là vọng tưởng là nó biến hóa, mà do vọng tâm nó biến hóa, cái máy biến hóa ra vọng tưởng đó. Mà mình cứ đi không chịu phá cái cỗ máy biến hóa, không ngừng cái sự biến hóa của cái vọng, cái tâm vọng để đưa ra cái tư tưởng vọng, mình phá được cái nguồn gốc của vô minh đó, thì tất cả những cái nhất niệm vô minh nó không có sinh khởi lên nữa. Chứ nó đã là vọng mà mình tiêu diệt nó đâu có tiêu diệt nổi đâu. Nên tại nó đã thuần thục, nó đã quen thuộc với mình, nó luôn nhan nhản ở trước mắt mình á, ở trong tâm mình á, nên mình càng diệt thì nó lại càng sinh khởi nhiều. Diệt một nó sinh khởi thêm 10, diệt 10 sinh khởi lên thêm cả hàng trăm á, nó sẽ đến chỗ bắn loạn luôn, rất là kinh khủng á. Thì tốt hơn hết đâu cần diệt nó để làm gì, tại nó là vọng, do cái vọng tâm nó sinh khởi đó. Thì bây giờ cái nó quá quen thuộc, quá thuần thục đối với mình rồi, nó quen thuộc và thuần thục á, cho nên bây giờ cái công phu mình nó quá lạ. Nên cái công phu mình á thì ngày Lai Quả ví dụ cho đó là giống như một người nước ngoài á, mắt xanh mũi đỏ, lạ tới mình, đầu tiên mình phải sợ, đâu có dám gần, thấy mặt nó nghiêm, thấy cái tướng nó coi như là giống như là đứng một chỗ nghiêm trang mà hùng dũng, mà cao to, mình thì nhỏ bé đâu có dám tới gần. Nhưng mà ban đầu tiên nó lạ kinh khủng, mình đi ra đi vô vẫn đi làm việc bình thường của mình á, đối với vọng tưởng cũng vậy và đối với lại công phu cũng vậy. Thì ra vô mình để ý nó, mình nhìn nó, rồi là nhìn, tức là quan sát nó đó, tâm nhìn mà
đi ra sẽ khỏi rồi, cái tâm cái lưng mình ấy, nó đứng sau lưng mình vẫn có để cái ý rồi đây, và nó quen thuộc dần, thì một ngày quen thêm một chút, một ngày quen thêm một chút, thì lâu ngày á mình gặp nó cái nó chào mình chứ mình cũng chào nó, mình cười nó cũng cười lại, rồi bắt đầu bắt tay, rồi bắt đầu thân thiện. À, thì cái công phu cũng đang vậy, nếu không ta ngày nào cũng đụng công phu, à, đụng công phu giống như đụng với người lạ vậy đó, đụng riết nó riết nó sẽ thành quen. À, còn cái vọng tưởng á, thì từ chỗ quen á nó sẽ thành thành lạ. Cho nên tại sao ngài Lai Quả khuyên cứ luôn tham thiền, luôn giữ công phu để khởi, đều đề thoại đầu khởi nghi tình, tức là luôn đề khởi thoại đầu đó để mà tham á, nó chưa khởi được á, cứ đề khi nào khởi được mới thôi. Khởi rồi á, tiếp tục á, công phu cho đến chỗ chân tham. Thì cũng vậy, mình không có đem tâm phân biệt ở đây, không có đem tâm đè nén, buông bỏ hay diệt trừ ở đây. Cứ trên cái công phu của mình, tại vì thì ra công phu đó là một cái ví dụ, một cái hình ảnh để ví dụ thôi. Tại cái tâm mình nó thuần thục trên cái vọng tưởng, bây giờ tâm mình nó sẽ thuần thục trên cái công phu thôi. Thì khi công phu có, vọng tưởng tự mất. Giống như Đức Phật ví dụ á, Bát Nhã như đống lửa lớn vậy đó. À, cái lửa lớn á, thì không có con vi trùng nào nó thể nó bám đậu trên nó được cả. Giống như cái tâm chúng ta đó, giữ cái công phu của mình rồi đó, thì công, tức là phá cái ngã chấp đó, thì không có một cái niệm nào mà nó bám trụ, nó mới chấp tâm nào nó có thể tồn động lại đó. Thì đó là cái ví dụ trong kinh mà Đức Phật ví dụ thôi, giống như đống lửa lớn, thì mình công phu mình giữ cái nghi tình của mình đó, càng miên mật càng lớn mạnh đó, thì đưa đến đại nghi, đại nghi sẽ đưa đến đại ngộ, giống như nhân của Bát Nhã, cái nhân nó thành tựu á thì đưa đến cái kết quả của Bát Nhã. Ừ. Thì đó trên cái sự công phu, sự tu tập của mình thì y như vậy, nhưng mà thực sự ra đó là mình hiểu cái lý, lý thì mình hiểu, mà đến sự thực hành, đến cái thực tế của mình á thì không đơn giản à. Trên thực tế của mình á, thì mình vẫn bị chi phối bởi cái hợp lý bất hợp lý, bởi cái thuận bởi cái nghịch, bởi cái đúng bởi cái sai, tức là luôn bởi cái tương đối vẫn chi phối mình hoàn toàn. Nếu mình mất công phu là cái tương đối nó chi phối mình rồi, tại công phu là nó quét cái tương đối, nó quét cái ngã chấp, còn mất công phu thì ngã chấp mình á nó hiện hành, à, và nó khống chế chính mình. Nên á, tại sao khuyên phải luôn công phu, phải thường công phu và tham học, cho dù á, cái tướng gì của mình hay là cho dù cái tâm gì của mình cũng không có buông xuống cái công phu và sự tham học của mình hàng ngày siêng năng chăm chỉ. Thì á, cứ nghe học hết và ứng dụng để thực hành, không phải là cấm nghe, không phải cản trở gì đó, mà khi mình nghe mà thấy cái lợi đó rõ ràng, cái nào mà nó lợi ích cho sự tu tập của mình, công phu của mình, thì lúc đó tự nhiên đó, nó xuyên suốt trên cái vấn đề đó thôi, nó tự động đó, tự động mà cái sự chân thật với mình ý thức cái pháp ấy, nó hợp chỉ là cái chánh pháp, tự động á, nó phát triển cái chiều hướng. Nếu như có chánh kiến thì chánh tư duy, chánh tư duy đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn đến chánh niệm, chánh định là vậy. Thì cái đó là cái kinh nghiệm á của Hoằng cảnh, cũng giống như là nghe cái lời của sư phụ khai thị, thì cũng giống như là cái lời của ngài Lai Quả nói trong cái thiền thất khai thị lục vậy. Rồi giờ thì cũng hết giờ, để chào hết quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.